Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ như Vision AB, Future SH và nhiều dòng xe khác. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thảo. Hello, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về những cái dòng xe như AB, Vision, SH, Quadro. Mọi người này rất là nhiều màu mới mọi người nha, mà cực kỳ đẹp luôn. Thì hôm nay mình có lên những cái màu 3D ấy mọi người, và cực đẹp luôn cho mọi người luôn. Em báo giá cho mọi người luôn nha. Đây, những con AB mà màu xanh mọi người, màu xanh này là màu sơn 3D mọi người nha. Đây, con này là xanh xám nhưng mà của là 125 nha mọi người. Đây, màu này rất là nhiều anh em mua mọi người nè, thì rất là đẹp nha. Con này thì đang bán với giá là 39 triệu mọi người nha, bao gồm VAT luôn nha. Đó là giá đầu tháng nha mọi người. Đầu tháng nha mọi người. Tiếp theo là cái màu tiếp tục là màu sơn 3D luôn mọi người nha. Đây, màu này là màu xám mọi người nha. Xám cam á mọi người. Con này cũng cực kỳ đẹp luôn. Con này y chang như cái màu Vision luôn nha. Thì đối với phiên bản này cũng là 39 triệu bao gồm VAT nha. Và AB 125 á thì nó có màu rin là màu xanh, màu đỏ và màu đen đó mọi người nha. Xanh và đỏ thì là 38 triệu. Màu sơn này 39, còn anh em lấy màu đen sẽ là 42 triệu mọi người nha. Mua góp thì trả trước tầm khoảng 5 triệu nha mọi người, nhận xe nha. Vision thể thao mọi người nè. Con Vision thể thao này em đang bán với giá là 36 triệu mọi người nha. 36 triệu bao gồm VAT nha. Nó có màu màu xám với màu đen mọi người nha. Tiếp theo nữa là màu xám này á thì là phiên bản cao cấp mọi người nha. Con này em đang xả với giá là 33 triệu mọi người nha, phiên bản cao cấp nha. Màu sơn 3D mọi người nha. Tiếp theo nữa là con Future mọi người nè. Future bánh mâm màu xanh, màu đỏ, màu trắng đều có mọi người nha, màu đen luôn nha. Thì đang bán với giá là 33 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Tiếp theo nữa là con Future lên Thái nha mọi người. Con này là 34 triệu mọi người nha, bao gồm VAT luôn. Dòng này thì nếu mà anh em mua góp á, trả trước cho em tầm khoảng 3 triệu trở lên là có thể nhận xe mọi người nha. Tiếp theo nữa là SHMO mọi người nè. SHMO này là phiên bản CBS mọi người nha. Giá là sẽ là 58 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Tiếp theo là con này thì đang bán với giá 60 ABS luôn mọi người nha. 63 triệu mọi người nha. 63 triệu bao gồm VAT. Còn đối với các bạn mà gì xám xi măng có màu bạc thì như không? Xám xi măng màu bạc là xám xi măng sẽ là 65 triệu nha. Đó. Cái phiên bản đó là sẽ đắt hơn cái phiên bản này nha mọi người, cũng là ABS nhưng cái phần xám xi măng sẽ đắt hơn mọi người nha. SHMO thì trả trước 12 triệu nhận xe mọi người nha. Coi một con SH 125 ABS mọi người nè. Đây. Màu đen này ít khi gặp lắm. Một con duy nhất mọi người nha. Con này em đang bán với giá là 83 triệu mọi người nha. 83 triệu bao gồm VAT luôn. Chỉ cần trả trước cho em 20 triệu thôi nhận xe nha mọi người. Và đặc biệt là có SH 150 ABS mọi người nè. Con này đang bán với giá là 97 triệu mọi người nha. 150 ABS 97 triệu luôn mọi người nha. Trả trước cho em tầm khoảng là 30 triệu nhận xe mọi người nha. Có Winner V3 mọi người nè. Winner V3 đợt này ABS thì đang bán với giá là 36 triệu mọi người nha. 36 triệu nha. Còn nếu mà bản C và bản C thì tầm khoảng 34 triệu mọi người nha. 34 bản. Ủa? A là 36 nha mọi người. Sonic đi em. Sonic thì là 45 triệu mọi người nha. 45 triệu là trắng đỏ Redkin nha. Và Sachi thì đang bán xả kho cho mọi người luôn. Okay. Còn 40 triệu thôi nha. Xuống kia thì có em 150 với lại MX King rồi, Janus rồi, Vao rồi cho mọi người ha. Đây, đầu tháng thì anh em nào có cái dòng nào phù hợp thì mình liên hệ mình mua thôi. Thì giá dao động là 41 triệu mọi người nha. Còn bao nhiêu? 41 triệu. Còn MX King thì đang bán với giá 42 triệu mọi người nha. À, MX King bên em còn 42 triệu VAT mọi người nha. MX King thì còn rất là nhiều nha mọi người. Anh em nào đợt này mà mua ẹt á nên mua MX King đi, cực kỳ rẻ luôn mọi người. 42 triệu mà nhập khẩu Indo luôn mọi người nha. Xe này cực kỳ rẻ luôn á, trả trước cho em 5 triệu thôi là có thể nhận xe mọi người nha. Còn Janus này đang bán với giá là 26 triệu mọi người nha. 26 triệu à? 26 triệu thôi mọi người. Rồi, tiếp theo nữa là con Vision cao cấp mọi người nè. 32 triệu mọi người, màu đỏ nha, màu đỏ, màu trắng 32 triệu nha. Dòng này thì cứ trả trước cho em tầm 2 triệu trở lên là nhận xe cho mọi người. Tiếp theo là Vision màu đen mọi người nha, đen nhám nha. Con này đang bán với giá là 36 triệu mọi người nha. 36 triệu với màu xám xi măng là 36 luôn nha. Rồi, ở đây có con AB mới sơn AB. Nè, màu xanh mọi người nha. Đó. Anh em nào mà thích cái màu xanh xi măng. Con này đang bán với giá là 39 triệu mọi người nha. 39 triệu trả trước cho em 5 triệu nhận xe nha. Ok. Rồi chuyển qua dòng Vario đi. Vario thì mọi người xem đây, ở đây bán gọi là khủng luôn. Vario thì còn rất là nhiều màu lắm, nó về liên tục chứ mà không kịp luôn. Rất là nhiều màu luôn nha. Cái màu mà sơn 3D mọi người nè, màu xanh mà sơn 3D luôn. Y chang cái màu này cũng nhiều người hỏi nha mọi người. Con này thì đang bán với giá 38 triệu là khóa thông minh luôn mọi người nha. Bao cái màu sơn này cho mọi người luôn, 38 triệu. Còn màu trắng này mọi người, trắng này thì khóa thường thì em đang xả với giá 36 nha mọi người nha. Trắng này trắng bóng, trắng 3D nha mọi người. Đây 36 triệu khóa thường nha.
cái dòng Vario này nè, anh em chỉ cần mua góp á, đưa trước cho em 3 triệu trở lên nè mọi người, 3 triệu là nhận xe nha. Đối với cái dòng xe này thì là 37 triệu, khóa thông minh. Màu này là màu rin nha mọi người, màu xanh nhám là màu rin nha. Còn màu xám này là màu sơn nè, đây. Màu sơn như khóa thông minh thì lên màu luôn là 38 triệu mọi người nha. Đó. Còn màu đen nè, đen khóa thường mọi người nè. Đen có nhám khóa thường, khóa thông minh em có luôn nha. 35 đến 37 triệu mọi người nha. Khóa thường là 35, còn khóa thông minh 37 nha. Đen nhám nha. Màu tương tự như màu đen bóng cũng vậy nha mọi người. 35 triệu thôi mọi người nha. 35 triệu một chiếc thôi nha. Bao gồm VAT cho mọi người luôn. Còn con này là 38 triệu khóa thông minh mọi người nha. Màu vàng này có bạc thì 38 triệu mọi người nha. Còn như màu hồng này thì đang bán với giá là 38 triệu luôn, khóa thông minh luôn mọi người nha. Bao màu sơn cho mọi người, bao VAT luôn nha. Màu ánh tím cũng 38 nha mọi người. Màu này cực kỳ luôn mọi người. Mua cực kỳ nhiều luôn nha. Đây, màu ánh tím. Và cái màu xanh này thì cũng là 38 triệu bao màu sơn. Cái này là em sơn lên khóa thông minh nha mọi người. Còn màu rin nè, màu đen bóng cũng rất là nhiều anh em hỏi nè. Màu này chỉ rẻ nhất luôn mọi người, 35 triệu rồi mọi người nha. Bao về gồm VAT hóa đơn cho mọi người luôn. Cái này á, là anh em mua góp á, thì cần cho em tầm khoảng 3 triệu mọi người nha. Riêng mình cái dòng xe này là 2 đến 3 triệu thôi. Anh em mà lên có nhu cầu mua xe đầu năm nè thì chỉ cần căn cước công dân thôi, lên cửa hàng làm hồ sơ tầm khoảng 10 phút thôi là anh em có thể lấy xe về nha. Ở xa lên mua xe thì cứ liên hệ trước với em có Zalo á mọi người. Mọi người liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho mọi người thêm 1 triệu tiền xăng cho lên mua xe nè mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha.